12 thói quen giúp tránh da chóng mặt do hạ đường huyết. 1. Bổ sung các loại protein cần thiết. Protein cung cấp axit amin, các khối xây dựng của mô nạc. Protein cũng giúp ổn định lượng đường trong máu và có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm chóng mặt do hạ đường huyết liên quan đến bệnh tiểu đường. Theo UMMC, tăng lượng protein để có được chế độ ăn uống khoa học sẽ làm giảm các triệu chứng của hạ đường huyết. Các nguồn protein tối ưu sẽ ít chất béo bão hòa, có thể kể tới như thịt trắng không da, da cầm, cá, các loại đậu, lòng trắng trứng, sản phẩm từ sữa. UMMC gợi ý rằng những người bị hạ đường huyết nên hấp thụ khoảng 30% lượng calo hàng ngày từ các thực phẩm giàu protein. 2. Bổ sung bữa nhẹ chứa carbon hydrate. Khi lượng đường trong máu giảm mạnh, nó có thể gây ra tình trạng chóng mặt đột ngột hay dữ dội. Đó là biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường. Ngoài việc theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ ADA khuyến nghị nên có một bữa ăn nhẹ chứa 15-20g carbon hydrate giúp khắc phục tình trạng lượng đường trong máu giảm đột ngột. Ví dụ, 1/2 cốc nước ép trái cây nguyên chất. Nếu tình trạng chóng mặt vẫn tiếp tục sau khi ăn một bữa nhẹ có chứa carbon hydrate, nên tới gặp các bác sĩ để kịp thời khám, chữa bệnh.